Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 66. Viêm Thác bỏ điện thoại vào túi, tiện tay côi áo khoác gấp gọn gàng lại rồi đặt lên cây. Mùa này không mặc áo khoác tất nhiên sẽ lạnh nhưng lúc này đây anh đang căng thẳng tột độ, lưng còn ướt mồ hôi nên có mặc hay không cùng không ảnh hưởng. Anh đi thẳng tới chỗ cửa hồng, đứng dán lưng vào tường và dịch dẫn vào trong hành lang. Trời khuya lại chẳng có đèn nên anh không nhìn thấy gì cả nhưng ảnh đèn pin của đám người đi trước đã trở thành nguồn sảng cho anh. Có thể thấy rõ ràng, vào trong tòa nhà bọn họ phấn khởi hơn rất nhiều. Phùng mật, dì lâm, trong này tối om cứ như đang ở khe hắc bạch ấy nhỉ. Lý Nguyệt Anh hừ mũi, giống chỗ nào, chẳng giống gì hết. Phùng mật nhông nhèo, vì còn ánh sáng đó cô không tin cứ tắt hết đèn pin đi sẽ biết dương chính tức giận tắt đi còn nhìn đường kiểu gì mày tưởng là trước kia à phùng mật thở dài thật là trước kia em có một đôi mắt tỉnh danh mũi cũng lầm hỉ nhu hắng giọng đừng có lúc nào cũng muốn có hết mọi ưu điểm trước kia là trước kia phùng mật không nói thêm gì nữa gấu đen đi đầu lây chìa khóa mở cửa tiếng khóa mở lạch cạch thật chói tai tiếp đó những ánh đèn pin ấy nối đôi nhau vào bên trong viêm thác tìm được cơ hội nhào lên chống tay xuống đất ngói xóm người xuống tiến dần về phía trước cánh cửa sắt đang đóng dần lại vài giây sau tay anh đã chặn lại mép cửa bên dưới làm vậy chỉ có thể tạm thời khiến cửa không đóng lại lực đóng cửa quá lớn viêm thác phải nghiêng người về phía trước đỡ chiếc cửa bằng bả vai rồi mới nhòm vào khe cửa may mắn thay năm người kia đều đi thẳng không ai ngoảnh lại Viêm thác quyết định xông nhanh vào trong cửa mà gần như cùng lúc ấy, Lâm Hỷ Nhu bảo Phùng Mật đóng cửa kỳ chưa? Đừng có để như hối sáng. Phùng Mật cười mỉa, dì Lâm, ở đây nhiều trộm lắm à mà dì phải cẩn thận thế. Tuy nói vậy nhưng cô ta vẫn quay lại. Thấy một ánh đèn pin soi ngược lại, viêm thác vội vàng nằm dạp xuống. Anh đèn pin ấy lướt qua chỗ anh vừa đứng, chiều thẳng vào cảnh cửa sắt. Cánh cửa đó còn chưa đóng hẳn thật. Phùng Mật mất kiên nhân bước ngược trở lại. Viêm Thác lo sốt vó nhưng may sao tầng hầm thứ nhất vốn là nơi để đồ bỏ đi, có quá nhiều thứ đủ lớn để ẩn núp. Anh nín thở, dịch lên phía trước một đoạn rồi chui vọt vào sau một chiếc máy đóng bao bì đã bị vứt đi. Dầm, tiếng cửa sắt kêu thật nặng nề. Đóng cửa xong Phùng Mật còn kéo mạnh. Dì Lâm, giờ dì yên tâm rồi chứ? Viêm Thác yên phía sau chiếc máy đóng bao bì, nữa là để mình bớt căng thẳng nữa là để ánh mắt thích ứng hơn với bóng tối qua được cửa thứ nhất rồi nhưng vẫn còn cánh cửa thứ hai. Cánh cửa đó có mật mà và đằng sau cửa không có bất cứ thứ gì, nên anh không thể bám sát theo như lúc này được nữa. Đợi bọn họ đi xa, viêm thác mới đứng dậy, cố gắng mò mẫm tới chỗ cánh cửa thứ hai trong bỏng đêm bằng trí nhớ của mình. Cửa có mật mã sử dụng pin khô, không bị ảnh hưởng bởi việc dập cầu dao và tắt đèn. Trên ô mật mã có 10 phím số đang lập lòe thử ánh sáng xanh lam trong bóng tối. Sau khi ghé tay vào cửa nghe ngóng, viêm thác còn cúi người kể tay sát đất để xác nhận phía sau cánh cửa không có động tĩnh gì. Xong xuôi đâu đây anh mới đứng dậy. Mật mã của cánh cửa tầng hầm thứ hai được thay đổi hàng ngày. Hối sảng xuống đây anh có nhìn thấy gấu đen nhập mật mã bây giờ chưa tới 12 giờ đêm, chắc hẳn mật mã còn chưa hết hạn. Viêm thác nuốt nước miếng, bầm từng con số trong trí nhớ tít tít lưỡi khóa mở ra thật ra tiếng kêu không lớn mà đa số cửa đắt tiền bây giờ đều được xử lý tịnh âm ngay trên bàn lễ nhưng hồn vía viêm thác vẫn cứ lao đao trước tiếng tít ấy đến khi kéo cửa ra một giọt mồ hôi lạnh đã chảy từ trên trán xuống lông mi anh bên trong tối om ban ngày không cảm nhận được nhưng tôi đến có thể ngửi thấy rõ mùi ngột ngạt sen lẫn mùi bùn đất tỏa ra trong không khí ở tầng hầm thứ nhất, con mắt thích ứng với bóng tối còn có thể nhìn thấy mờ mờ nhưng sáng táng thứ hai đã không hoàn toàn vô hiệu. Càng về đêm nơi đây càng tối, càng yên lặng đến nỗi không có cả tiếng kêu của máy móc. Phùng mật vừa nhắc tới khe đen trăng và bảo như đang ở khe hắc bạch. Lẽ nào khe đen trăng trình là hang ổ của củ đất nguyên thủy? Viêm thác cẩn thận bước đi, đồng thời giơ tay quờ quảng khoảng không trước mặt như thấy bói xem voi anh có nhớ loáng thoáng bố cục của khu vực gần cửa chỉ cần kế sát bức tường bên trái rồi đi thẳng về phía trước sau đó rẽ trái là tới hành lang có phòng chờ đi hết hành lang ấy thì rẽ phải và đi tiếp một lúc sẽ gặp ngã tư còn sau đó thế nào anh không nhớ rõ nữa nhiều mà số lần anh tới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay cứ đi đã rồi tính anh cẩn thận dò dẫm từng bước theo trí nhớ đồng thời đếm số bước chân vì đây là con đường anh vào cũng là con đường lát nữa anh sẽ đi ra. Lúc đi tới ngã tư anh khả do dự, ba phương hưởng liên, thật khó lựa chọn. Cược một lần vậy, viêm thác thở dài chọn cách đi thẳng. Vừa qua ngã tư được mấy bước anh đã nghe tiếng cười khanh khách rồi lại im bặt ngay vì bị một người khác quát của phùng mật. Ngay sau đó một ảnh lửa màu vỏ quýt lóe lên, làm sáng bừng ngã tư anh vừa đi qua mà bóng người bị ảnh lửa kéo dài thật dài đã đổ lên mặt tường. Điều đó có nghĩa bọn họ sắp quẹo vào hành lang anh đang đứng. Thế chẳng phải sẽ đụng mặt à? Viêm thác giật mình, vội vàng bước nhanh chân hơn. Đi hết hành lang chỉ có một con đường rẽ sang phải nên anh buộc phải nhanh chân quẹo vào trong nỗi than thấm. Ánh lửa và tiếng bước chân ngày càng gần, hiển nhiên bọn họ cũng cần đi về bên này. Lúc đèn đuổi thì làm gì cũng suối quẩy. Ban này anh còn ba ngã rẽ để chọn nhưng nay chỉ có một con đường. Viêm thác nín thở, nhắc mình không được hoảng rồi vừa bước nhanh chân vừa thử mở cửa phòng dọc bên đường dù có thế nào anh cũng không thể đối mặt với bọn họ. Giờ phút này xem tử hình đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa, trốn đi được mới là trên hết. Nhưng ba căn phòng liên tiếp anh đi qua đều sử dụng cửa có mật mã. Đáng sợ hơn cả là tiếng bước chân và ánh lửa ngay sát sau lưng nhưng chẳng có tiếng người nói chuyện từ sau khi phùng mật cười và bị quát, đã không còn ai phát ra âm thanh gì nữa. Vì đã bắt đầu tử hình rồi ư. May mắn làm sao, cánh cửa thứ tư có thể mở được. Viêm thác lặng lẽ lên vào trong phòng. Ngay lúc cảnh cửa đóng lại, qua ảnh lửa mở bên ngoài chiếu vào anh thấy được chính giữa phòng là răng chó bị trói trên một chiếc ghế. Răng chó rủ đầu, vạt áo trước ngực loang lỗ máu, hình như mới chỉ ngất đi thôi chứ vẫn còn sống vì bà vai gã vẫn rung nhẹ khi hít thở. Má ơi, số anh làm sao thế này, nên nói anh may mắn hay bảo anh xui đến tột cùng đây. Anh không còn thời gian nữa mà trong căn phòng này lại chẳng có chỗ trốn. Tim viêm thác đập thình thịch rồi trong một phút giây, anh bỗng nghĩ tới một chuyện và chạy tới bên tường. Bị đánh thức bởi tiếng động, người răng chó run lên. Vừa ngẩn đầu, mỡ mắt, gã đã vội vàng nghiêng sang một bên để tránh ánh sáng, cửa mở ra, đi trước là một cây nến cháy hừng hực với ngọn lửa đỏ như máu. Mà trong chỗ tối ánh sáng không thể chiếu tới, một tấm bảng quy tắc làm việc dài nhẹ nhàng đóng lại. Sau khi lách người ra sau tấm bảng treo, viêm thắc khẽ bịt mũi, há miệng thở dốc. Bên cạnh anh là cảnh của mỡ một nửa, bên trong cảnh cửa chính là căn phòng tối mà răng chó đã ở suốt mấy tháng ngay chính giữa căn phòng ấy là một chiếc ao bùn với mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn nhưng trong hoàn cảnh này viêm thác chẳng có bất cứ ý kiến gì về nó tắm bằng dài bằng kinh được treo trên tường chỉ là món đồ trang trí dùng để che lấp cánh cửa bí mật bản chất của nó là một tờ giấy dán bên trong tâm kinh nên sau khi nghỉ ngơi một thoáng viêm thác cạo nhẹ mép tờ giấy là có may một khe hở để nhìn ra bên ngoài anh nhìn thấy bọn lâm hỉ nhu xếp hàng hai mỗi hàng cách nhau nửa mét, im lặng nổi đuôi vào phòng. Trình tự xếp hàng hệt như số thứ tự trong bảng Excel, đi đâu là Lâm Hỷ Nhu, đi cuối là Dương Chính. Mỗi người họ đều dơ cao cây nến đã thấp, ngọn nến lắc lư trong bóng đêm tựa như ma chơi bay lượn giữa không trung. Hơn nữa trong tay Dương Trình không chỉ có cây nến đang cháy mà còn có thêm một chiếc chén sứ nhỏ. Thứ cảm giác nghỉ lễ quái dị, lan tỏa khắp bóng tối này thật khiến người ta sơn gai ốc năm người đi quanh răng chó một vòng rồi dừng lại vừa hay quây răng trỏ ở chính giữa lâm hỉ nhu đừng đối mặt với răng chó gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm đảng sợ đầu răng chó cử tránh trái né phải như con lắc gã nhìn hết người này tới người kia cuối cùng dướn người lại gần lâm hỉ nhu từ chỗ của viêm thác không nhìn được mặt răng chó chỉ có thể trông thấy phần gáy anh nghe thấy răng chó quát lên mụ lâm mụ dựa vào đâu chứ Mụ là cái thả gì? Mụ không có tư cách bắt ông đây chết. Quả nhiên sau khi bị thương lưỡi gã sưng tấy đau đớn nhưng không ảnh hưởng tới việc nói chuyện, giọng không được rõ ràng lắm thôi. Quát xong gã bỗng xoay người về phía Lý Nguyệt Anh, "Cô Lý, cô cũng đứng về phía mụ ta à? Châu với cô như, như nhau mà, chúng ta đều là kẻ hy sinh, nếu không ra đây, bây giờ chúng ta hãy còn sống yên bình." Cô có thấy cô thảm không? tất cả đều tại mụ ta, đều do con mụ này. Lâm hỉ Nhu bước lên tát răng chó, im miệng. Cú tát ấy rất mạnh khiến răng trò và cả chiếc ghế cùng ngã xuống đất. Gà ngửa mặt lên cười ha ha, cô Lý, cô đứng đó nhìn cháu thôi à? Người tiếp theo sẽ là cô đấy. Rồi gã lại chửi bởi điên cuồng, mụ lâm, mụ sẽ không được chết yên đâu. Con khốn, con đĩ, đội trùm khăn tim tới rồi, sớm muộn gì bọn bay cũng chết hết chết sạch. Cảm thấy ngứa tai, Phùng Mật bước lên định dẫm vào miệng gà nhưng Dương Chính lại bảo, cái miệng đó lát nữa còn tác dụng. Cũng phải, Phùng Mật thay đổi phương hưởng đá vào ngực răng chó khiến gã ho sặc sụa, có bao nhiêu câu chửi độc ác hơn nữa cũng phải tạm thời giấu trong bụng. Lâm hỉ Nhu ra hiệu cho gấu đen dựng răng chó và chiếc ghế dậy, đội trùng khăn tìm tới rồi, cũng sắp chết sạch nên e là phải khiến cậu thất vọng rồi. Nói xong ả à vươn tay ra, ngứa lòng bàn tay lên trên như muốn lấy thứ gì. Dương Chính bước lên đặt chiếc chén nhỏ mình luôn cầm vào tay Lâm Hỷ Nhu. Lạ ở chỗ, ban này răng trò còn điên cuồng như chó giải mà nhìn thấy chiếc chén xử lại run dày và yên lặng. Cả phòng lặng ngắt, chỉ còn mấy ngọn lửa bập bùng. Lâm Hỷ Nhu dơ chiếc chén xứ đến bên môi rối củi đầu uống như thế bên trong đựng đấy rượu ngon. ả à nói, răng chó, chúng ta là đồng loại, chẳng dễ gì mới chui được lên mặt đất, nhìn ánh mặt trời. Cậu từng thể rằng, sống trong túi máu, nuôi dưỡng túi máu. Đêm nay tôi tiền cậu lên đường là do cậu ăn tạp, làm bẩn máu, làm sai quy định, không xứng được nhìn thấy mặt trời, càng chẳng xứng chết dưới ánh mặt trời. Nói rồi ả à, sầm mặt, thè lưỡi ra, liếm quanh miệng chén. Những chiếc gai nhọn trên lưỡi dựng đứng lên, sau đó có thứ chất nhảy trong suốt nhỏ dần từ gai nhọn xuống chén lâm hỉ nhu rụt lưỡi lại đưa chén cho gấu đen gấu đen bưng bát nhìn răng trỏ với vẻ mặt phần nổ răng trỏ mày đúng là loại vô dụng mọi người ai cũng làm được chỉ có máy là không à tao sẽ tiến mày một đoạn đường việc mày chết là chắc chắn rồi nên đừng cứng đầu nữa nói rồi gã cũng thẻ lưỡi ra để chất nhây nhỏ ra từ gai nhọn sau đó đưa chén cho lý nguyệt anh lý nguyệt anh mỉm cười dưới ánh đèn gương mặt chát phấn của bà ta trắng toát đến mức đáng sợ. Nhưng giọng nói của bà ta lại rất bình tĩnh, răng chó này, làm sai việc thì phải biết nhận sai, đừng đổ hết cái này tới cái kia. Kẻ hỷ sinh gì chứ, số tôi đen đủi nhưng cậu là tự làm tự chịu, chúng ta không giống nhau. Nói xong bà ta cũng nhỏ chất nhây và đưa cho Phùng Mật. Phùng Mật cười hì hì, hỏi răng chó, tao xiên mày một nhát, làm mày chịu đau đớn trước khi chết mày căm tao lắm à còn rùa bọn tao bị đội trùm khăn giết sạch nữa chứ cho thứ rác rưởi như mày trôi lên mặt đất đúng là ông trời không có mắt cuối cùng bát được đưa tới tay dương trình dương chính vẫn giữ nét mặt vô cảm kia nếu trước đó mày nhịn được thì nay đã có tên có họ rồi còn không nhịn được thì cũng phải đoán trước được ngày hôm nay nhiều người đến tiễn mày thế này là đã nề mặt mày lắm rồi mày yên tâm lên đường đi sau khi nhỏ chất nhảy xong ông ta dối ngọn nến vào chén rồi phập trong chén xuất hiện một ngọn lửa những người còn lại chẳng hề bảo nhau tự giác dập tắt cây nến trong tay lần này cả căn phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất là đốm lửa trong bát mới đầu ngọn lửa có màu đỏ đậm sau nhạt dần và chuyển sang xanh tím gầu đen bước lên giữ đầu răng chó bắt gà hả miệng ra trong khoảnh khắc cuối cùng răng chó lại hoảng sợ vừa tránh vừa kêu lên bằng thứ giọng thê lương dì lâm dì lâm cháu không dám nữa dì lâm thấu sẽ thay đổi mà dì cho châu một cơ hội đi cho cháu một cơ hội qua tấm bảng kinh viêm thác trơ mắt nhìn ánh lửa màu tím xanh kia trượt vào miệng răng chó còn gâu đen nhanh tay bịt kín miệng gà lại nguồn sáng duy nhất bị răng chó nuốt khiến căn phòng tối om trong ngoài đều tĩnh lặng chỉ có vài tiếng rên rỉ của răng chó Cuối cùng viêm thác nghe Lâm hỉ Nhu cưới mia, sống không được nhìn ánh mặt trời, chết cũng chẳng được thấy mặt trời, cũng là đáng đời. Tiếp đó có một tiếng cạch, đó là do gấu đen rụt tay về, răng chó và cả chiếc ghế lại ngã rắm xuống đất. Phùng mật nói khẽ xung quanh tối om hệt như khe hắc bạch. Viêm thác lùi lại phía sau, vuốt phẳng góc tờ giấy, anh nghe được gấu đen hỏi, chị Lâm, thi, thi thể này phải giải quyết sao? Cứ bỏ ở đây à? Lâm hỉ nhu đáp, vứt ở đây không thấy bẩn à? Bỏ vào phòng trước rồi xử lý sau. Viêm thác còn chưa kịp nghĩ gì bên ngoài đã sáng lên vì có người mở đèn pin không thể thích ứng với ánh sáng may được nên anh cảm thấy mất hoa cả lên. Ở trong bóng tối lâu nhưng ánh đen chẳng làm ảnh hưởng tới tinh giác của anh, tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Anh bỗng hiểu ra phòng ở đây chính là căn phòng tới này ánh sáng tiến nhanh tới trước mặt và chỉ còn cách anh có một tấm bảng kinh. Viêm thác vội vàng lùi vào bên trong, còn chưa kịp đứng vững tấm bảng đã bị kéo ra. Nương theo ánh sáng chiếu vào, viêm thác trông thấy một chiếc ao chứa đầy nước bùn vẫn đục. Không còn thời gian do dự nữa, anh hít sâu một hơi, bịt mũi lại rồi nhảy vào ao. Mà gần như cùng lúc ấy, gấu đen cầm đèn pin và sách răng chó vào trong phòng, ném thì thể răng trỏ xuống ao. 2 giờ sáng, cuối cùng viêm thác cũng ra khói tòa nhà. Nói thật anh chẳng thiết mặc bộ đồ trên người nữa nhưng không thể ở trần ra ngoài được. Và lại anh không mang hành lý đến nông trường, chẳng lẽ ngày mai quần mỗi chiếc áo khoác đi về. Nhưng mặc vào cũng chẳng đi được, cả bộ quần áo đều thấm đầy nước bẩn, nếu cử thể đi sẽ tạo thành một chuỗi dấu chân bùn kéo từ nơi đây đến phòng anh. Thế là anh bị bắt phải tăm rửa, gọi đâu, giặt giữ bằng nước lạnh trong toilet ở tầng hầm thứ hai với ánh sáng của chiếc bật lửa tìm được trong phòng ngủ sau khi vắt sạch nước anh mới mặc quần áo vào và đi về nhưng còn chưa hết anh phải giả soát một lượt vừa đi vừa xóa dấu chân của mình nếu không ngày mai bọn lâm hỉ nhu mà xuống dối trông thấy hai hàng dấu chân sùng nước đã khô thì chẳng biết sẽ có suy nghĩ gì tóm lại gió lạnh ban đêm thổi qua bộ đồ ướt sũng làm anh lạnh hơn gấp đôi may mắn lúc về tìm được áo khoác mới có thêm một lớp áo chắn bớt gió lạnh khi trèo qua cửa số về đến phòng người viêm thác đã sắp bị đông cứng anh cởi quần áo ra hong khô rồi trôi vọt vào chăn sau khi đã tắm nước nóng khi đã âm người anh mới tỉnh táo lại lúc bật đèn bàn anh chợt nhớ ra chuyện phải báo tin bình an anh cầm lấy điện thoại đang định bấm gọi thì lại chân chứ hơn hai giờ rồi mà gọi điện thoại có ổn không có khi nào nhấp cửu la ngủ mất rồi không nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng anh gửi tin nhắn tôi đã về rồi bình an tin nhắn gửi đi như hạt cát trong biển khơi không nhận được hồi âm viêm thác bật cười quả nhiên cô ngủ mất rồi anh tắt đèn chùm kín chăn đêm nay trái qua bao nhiêu sự kiện cảm xúc thay đổi liên hồi làm đầu óc anh dối bời gần như không còn sức để ngắm lại từng cảnh tượng phân tích từng câu nói dù sao cũng tạm thời có thể coi là đã an toàn. Mí mắt anh dịu lại, trong lúc mơ màng, anh nghe được tiếng tỉnh của điện thoại. Có, tin nhắn hả? Viêm thắc tỉnh ngay, xoay người nằm sấp xuống để với lấy điện thoại. Quả nhiên là tin nhắn được gửi từ số điện thoại của Lưu Trường Hy. Tin nhắn ấy chỉ có một chữ. Ừ, chương 67. Hai ngày đầu tiên ở tại nhà Lưu Trường Hy, số thời gian nhấp cửu la ngủ nhiều hơn thức. Sang đến ngày thứ ba, nhịp sống và làm việc đã dần khôi phục, cuộc sống cũng trở nên buồn tề. Bởi vì phần lớn thời gian cô đều phải nằm mà nhà Lưu Trường Hì chẳng có gì để chơi tivi đã được chuyển sang phòng cô nhưng cô vốn không thích xem tivi mà sau khi chuyển hết mọi kênh cô cũng không tìm được chương trình nào ưng ý. Muốn nghịch điện thoại nhưng có lẽ điện thoại của cô đã rơi ở trạm bơm và bị viêm thác cầm đi rồi. Cô chẳng thấy ôm khư khư điện thoại của Lưu Trường Hì mãi được nhất là khi nó còn là kiểu cũ. Muốn đọc sách nhưng Lưu Trường Hy không phải người hay đọc. Chú tìm khắp nhà chỉ tìm ra được một quyền cách buôn bản của ông chủ nhà hàng lãi lớn. Nhếp cửu la giờ được hai trang đã cảm thấy mình chỉ nên đi tiệm ăn thôi, còn việc buôn bản không cần nghĩ tới. Cô muốn nói chuyện nhưng tư tưởng lại lệch pha với cô giúp việc. Cô ấy là một người nói nhiều, cứ liên thoảng về chuyện hôn nhân của cô hàng xóm nhà mình. Trong khi đó nhiếp cửu la lại là người thiểu thốn trí tò mò, làm gì có tâm trạng nghe chuyện tình cảm của cái người ở tận đâu đâu. Vậy là mỗi khi cô giúp việc có dấu hiệu buôn chuyện, cô sẽ khép hờ mắt, vẻ mặt mệt mỏi như thể minh rất yếu, cần phải nghỉ ngơi. Và thế là cô giúp việc sẽ hiểu ý, lập tức dừng lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ấy, cô có gọi cho viêm thác một cuộc điện thoại. Ý định ban đầu là hỏi chuyện xảy ra phía sau tuy chính cô cũng có thể đoán được đại khái nhưng không thể rõ ràng tất cả như anh được. Ví dụ như chuyện cô thoát chết rồi nhưng Trần Phúc và Hàn Quân thì sao? Ngờ đâu gọi chẳng đúng thời điểm, hơn 11 giờ cô mới gọi mà anh còn đang theo dõi củ đất, lại còn theo dõi liễn mấy người. Nhấp cửu la chỉ nói mấy câu rồi cúp máy, cô tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh và cảm thấy khi đang trong tình huống gay gâu, cô cũng chẳng muốn nghe điện thoại nhưng thời gian chờ đợi viêm thác bảo tin bình an quá lâu mà trước đó cô vừa suýt chết trong tay cú đất cũng biết bọn chúng khó chơi nên thời gian càng trôi đi cô càng lo lắng trong đầu cô bấy giờ đã toàn là hình ảnh viêm thác bị giết chết bị bẻ gãy cổ bị bắn chết bị cần chết bị xé xác và trôn đi rồi khi nhận được tin nhắn tôi đã về rồi bình an kia cô thở phào dối đầu óc mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ lúc sắp ngủ Cô còn cảm thấy áy náy, rõ ràng người ta còn sống mà trong trí tưởng tượng của cô lại chết đến tám chục lần. Giấc ngủ ấy kéo dài tới tận chiều hôm sau. Chiếc điện thoại đặt bên gối đã mất tích, có lẽ là Lưu Trường Hy cấm đi rồi. Thế chỗ cho điện thoại là mấy thứ lặt vặt, chắc là để cô giải sầu. Một bộ tú lơ khơ một mình, có chắc là không phải mang đến để chọc tức cô không? Lẽ nào cô có thể tự chơi bài? một bộ cờ cá ngựa có cốt truyện người hùng chạy trốn khói hang cấm, dành cho hai người chơi, tuy nhiên cố tình thì vẫn có thể chơi một mình. Nhưng nhìn là biết không phải bản gốc mà chỉ phòng lại hình dạng và cấu tạo của người ta, còn cốt truyện được bịa bừa. Còn có hai bao cát nhỏ nhồi bông. Trò chơi ném bao cát là trò chơi của trẻ con thịnh hành những năm 70 ở Trung Quốc. Để chơi cần phải có ít nhất ba người, một người đứng giữa, những người còn lại dùng xung quanh, ném những bao cát hơi nặng được làm từ những thủ không có cạnh như một bọc hạt dưa vào người đứng giữa. Nếu bị ném trúng người đứng giữa sẽ bị loại, còn bắt được bao cát do những người xung quanh ném tới, người đứng giữa sẽ có thêm một mạng nguồn, Baidu toàn là những trò giải trí xa xưa, rất phù hợp với độ tuổi và tính cách của Lưu Trường Hy. Mặt trời đang độ rực rỡ, cũng chính là thời điểm ảnh nắng còn chưa nhạt đi. Nằm trên dương nhìn tấm rèm cửa bị ảnh năng chiếu sáng, Nhếp cửu la khẽ thở dài rồi gõ vào đâu giường gọi cô giúp việc. Cô lại phải trải qua một ngày vất vả trong việc tắm rửa và thật nhàm chán. Sau khi tắm xong, nhếp cửu la uống nửa bát canh xương, ăn hai miếng khoai môn hấp. Khi đến dọn bát đũa, cô giúp việc có xin nghỉ, bảo là gia đình có chút việc phải qua gấp, cũng đã bảo cho Lưu Trường Hỷ là đêm nay không thể ở lại trông cô rồi. Không thể thì thôi, dù sao tối cô không có mấy việc. Nhếp cửu la gật đầu nhưng vẫn khả trần trừ vì không biết nếu muốn đi vệ sinh thì mình phải làm sao. Như nhận ra sự ngờ vực của cô, cô giúp việc nói, cô nhiếp có thể nhờ ông lưu đỡ đến cửa hoặc là viện tường đi vào. Miễn sao không động tới vết thương là được, mấy người mới sinh con hôm trước, hôm sau đã đi lại được luôn rồi. Cô chỉ đi mấy bước thôi thì không sao đâu. Được rồi, sau khi cô giúp việc đi, Nhếp cứu la nằm trên giường nghịch bao cát trong sự nhàm chán. Một phút bất cấn, bao cát rơi xuống chỗ mà cô chẳng với tay đến được nên đành phải nằm im. Năm đến hơn 8 giờ, Lưu Trường Hy về. Vừa vào nhà chủ đã gọi điện thoại, nhếp cửu la nghe chủ nói, không có vấn đề gì cả. Vẫn rất tốt, cô giúp việc bảo có thể ăn được cơm. Có vẻ đang nói về cô và chắc hẳn là viêm thác gọi tới. Nhếp cửu la vảnh tai lắng nghe. Ừ, có, hôm qua cô giúp việc có gội đầu cho. Con gái mà, ai cũng thích sạch sẽ. Nhưng mà có vẻ con bé thấy chán. Hả, ư ừ. ư. Lưu Trường Hỷ vừa nói chuyện vừa đi vào phòng, thấy cô tỉnh thì reo lên. Ấy, tiểu thác, con bé tỉnh rối này. Cháu có muốn nói chuyện không? Nhếp cửu la thản nhiên giơ tay ra nhận điện thoại. Đang định đưa cho cô, Lưu Trường Hỷ bỗng gượng lại, sau đó nhìn nhếp cửu la với vẻ mặt xấu hổ cúp rồi cúp rồi cô còn có việc muốn hỏi anh cơ mà với lại anh bận rộn kiểu gì có thể nói chuyện với lưu trường hỉ mai mà chẳng có thời gian nói với cô một câu chứ nhiếp cửu la bỏ bàn tay dơ lên xuống mỉm cười hiền hòa chắc là bận quá nhưng trong lòng lại nghĩ lúc cầu xin mình nói cho một vài tin tức anh ta đâu có thế này bây giờ đã biết hết mọi thứ cần biết rồi còn vừa mới cứu mình nữa nên có thể làm lơ mình hả rồi cô hỏi Lưu Trường Hỷ, vừa này anh ta nói gì? Lưu Trường Hỷ đáp, thì cũng hỏi chuyện cháu đã khóe chưa và ăn có ngon không như mấy hôm trước. Nhếp cửu la cất lời chú, không phải, lúc chủ Bảo Châu buồn chán anh ta nói gì? Cái này à, Lưu Trường Hỷ ngẫm nghĩ, cố gắng thuật lại một cách nguyên vẹn nhất, tiểu thác bảo đã là người trường thành rồi, thấy chán mà không biết tự giải quyết à? Nhếp cửu la câm nín, Nói vậy chẳng hề sai nhưng nghe cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy. Cô đáp lại, vậy cháu ngủ đây. Nói là đi ngủ nhưng ban ngày ngủ quá nhiều nên lúc này cô không ngủ ngay được. nhiếp cửu la nhỏ tới tường Bách Xuyên và bọn hình thâm. Cô cảm thấy tình hình của bọn họ rất gay gâu nhưng một người mới vừa thoát chết như cô không giúp gì được, cũng chẳng làm được gì. Không dò là bao lâu sau, Cô đang lạc lối trong những suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng mở cửa nhà và giọng nói nửa mừng nửa lo của Lưu Trường Hỷ. Sao cháu lại đến đây? Ai ấy? Rồi cô nghe được giọng quen thuộc, đưa cô ấy đến đây được mấy ngày rồi, cháu tới thăm. Đưa cô ấy đến đây được mấy ngày rồi, cháu tới thăm. Viêm thác, giờ này đã có mặt vậy nghĩa là lúc gọi điện thoại anh đang trên cao tốc. Lưu Trường Hy cháu đến muộn mất rồi, hôm nay con bé ngủ sớm. Viêm thác, không sao, đêm nay cháu ở lại đây, dù sao cũng muộn rồi. Lát sau cửa phòng ngủ mở ra, động tác mở cửa rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức cô không nghe thấy tiếng mà chỉ biết có người mở cửa qua ánh đèn phòng khách chiếu vào. Chẳng biết vì sao nhấp cửu la lại nghiêng người vào trong, nhắm nghiền mắt lại. Lưu trường hỉ thì thầm, đó, ngủ mất rồi. Viêm thác không đáp nhưng một lát sau anh đã đi tới bên cạnh giường. Sao vậy? Nhấp cửu la cảm thấy mình ngủ rất tiêu chuẩn, cánh tay đặt trên giường không động đậy tỉ tỉ vậy thì sao mà anh nhận ra được? Viêm thác nói, không ngủ. Nhếp cửu la thầm thở dài dối đành phải xoay người nằm ngửa lên, nheo mắt nhìn viêm thác. Anh cúi đầu nhìn cô, trong phòng tối nhưng bên ngoài có ánh đèn mạ sáng cơ thể anh. Sự giao thoa giữa sáng và tối làm nổi bật lên vóc người có cảm giác tồn tại mãnh liệt của anh nhiếp cửu la nói với gương mặt lạnh tanh ôn ảo đèn trong phòng được bật lên người bận rộn nhất là lưu trường Hỷ, chủ vừa mang trà vào phòng vừa đưa cho anh quả tảo đã gọt viêm thác ngồi xuống chiếc ghế bên giường bỏ chiếc túi giấy mình mang tới bên chân chủ trường Hỷ, chú không phải làm gì nữa đâu cháu muốn nói chuyện với cô nhiếp đây mấy câu lưu trường hy vội vàng gật đầu đứng im ở bên một lúc sau chú mới phát hiện người ta không hoan nghênh mình tham dự vào cuộc nói chuyện này nên vội vàng đi ra ngoài, còn đóng cửa lại cho. Lưu Trường Hỷ đi rồi, căn phòng yên tĩnh hẳn, nhếp cửu la nằm trên giường, nhìn xuống bên dưới, không nói câu nào, trong một khoảng thời gian ngắn. Cô còn chưa tích ứng được sự thay đổi về quan hệ của cô với viêm thác trước kia. Cô luôn kiêu ngạo, vinh vào nhưng nay người ta cứu cô. Nếu cô còn xử sự kiểu ăn trên mối chốc thì thật quả đáng. Nhưng nếu biết ơn ngay thì cũng quả. Gì đấy dối, với lại có nên cảm ơn viêm thác không? Cảm ơn luôn à, có vồn vã quả không? Viêm thác cũng chưa tìm được câu mở lời. Nhìn ngó xung quanh, anh chú ý tới chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Cô giúp việc ngủ ở đây à? Nhếp cửu la đáp, ô. Nghe chú trưởng hy bảo cô thấy buồn chán. Hay lắm, nếu là việc này thì cô đấy chuyện để nói. Nhếp cửu la thở ơ buồn chán thì tự nghĩ cách giải quyết thôi là người trưởng thành đó chỉ là chuyện nhỏ viêm thác nói trên đường đến đây tôi có mua cho cô mấy thứ giải trí nhưng có vẻ không cần nữa nhỉ thứ gì nhiếp cửu la nghiêng đầu nhìn anh viêm thác cúi người nhặt một chồng sách trong túi dây vốn định bảo đọc sách dễ mệt mỏi để làm cao thêm chút nữa nhưng khi nhìn thấy gáy sách nhiếp cửu la không rời mất ra được giáo trình kỹ thuật điêu khắc thực dụng các yếu tố trong điều khắc, tò he dân gian, số tay nhà điêu khắc. Cô mỉm cười ngay tức khắc. Viêm thác thường xuyên trông thấy cô cưới nhưng chúng đều mang có tỉnh xã giao. Mỗi nụ cười đều ấn chứa hàm ý hoặc nhắc nhở, hoặc mỉa mai, hoặc uy hiếp. Chứ chưa từng thấy cô cưới đẹp như vậy bao giờ. Bởi vậy nụ cười chân thành nhất mới có thể khiến người ta cảm động lây. Còn những nụ cười khác dù có đẹp dù có hoàn hảo cũng chỉ là một nét mặt mà thôi nhiếp cửu la chia tay chỉ hai quyền trong số đó, quyền này tôi cũng có. Viêm thác nói, tôi nghĩ đằng nào cô cũng rảnh, học tập thêm kiến thức chuyên môn vừa tốt vừa không lãng phí thời gian. Tôi đã xem qua rồi, rất nhiều ảnh, không làm môi mắt đâu. Nhếp cửu la gật đầu, nhìn anh đặt đống sách lên đầu giường, anh dọn dẹp chạm bơm chưa? Dọn rồi, thế có, thấy dao của tôi không? Viêm thác ngẩng đầu nhìn cô, hỏi đây ẩn ý giao điên à nhiếp cửu la cũng nhìn anh lát sau cô đáp tôi muốn ngồi dậy nói chuyện anh đang ngồi còn cô lại nằm vừa không thoải mái vừa phải ngừng đầu nhìn anh như thể cô có vai về thấp hơn anh viêm thác hỏi bây giờ cô ngồi được rồi à ô có đau không nhẹ nhàng chút là được viêm thác gật đầu đứng dậy đi tới sát bên giường rồi cúi người thò một tay vào trong chăn chạm vào eo cô nâng người lên nhiếp cửu la thở dài, nhẹ nhàng nâng người lên. Sau vài giây do dự, cô vòng tay phải qua cổ viêm thác, còn tay anh thì xuyên qua sau lưng cô, ôm lấy phần eo. Cánh tay anh dân dơ lên, đồng thời anh đừng thẳng dậy, kẻo chiếc gối ở bên sang lót sau lưng cô. Biết cô bị thương, động tác của viêm thác đã nhẹ hết sức nhưng nhiếp cửu la vẫn bị đau. Cô hít hà, rúi đầu vào cổ viêm thác. Viêm thác lập tức dừng lại. Khi củi đầu, căm anh chạm vào đỉnh đầu cô, còn mấy sợi tóc dài buông lơi của cô bị hơi thở thổi vào có anh vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp mà lại mang theo chút ngứa ngáy. Lát sau có bảo, được rồi. Viêm thác hoàn hồn, đặt cô xuống rồi ngồi vào ghế. Nhấp cửu la kéo chăn lên, là dao điên. Dao, còn đó không? Còn, điện thoại của cô cũng còn, lát nữa tôi sẽ đưa cô. Và trước khi điện thoại sập nguồn, Tôi có trả lời mấy tin nhắn hỏi thăm giúp cô vì cô phải biến mất một thời gian nên tôi cảm thấy thông báo trước thì tốt hơn. Nếu không nhờ bạn bè cô báo cảnh sát hay đăng tin tìm người thì phiến phức. Nghe có vẻ rất ổn thỏa, nhấp cửu la hỏi anh, có những ai tìm tôi? Có một người tên là chị Lư hỏi cô bao giờ về. Tôi trả lời hộ cô là phải đi thăm thú một thời gian. Việc này không có vấn đề gì, nhấp cửu la hỏi tiếp, còn gì nữa không? Còn một người tên Anh Thái hỏi cô bao giờ dành để đi coi mắt, bên kia đã dục mấy lần rồi. Coi mắt, Nhấp Cửu La nghĩ mài mới nhớ ra chuyện này, nói đúng ra đó không phải coi mắt mà chỉ là một sự sắp xếp của Anh Thái để cô gặp được người thưởng thức tác phẩm của mình. Bỏ đi, vấn đề này không tiện giải thích, Nhấp Cửu La ậm ừ luôn. Tôi trả lời là có việc gấp phải mất một thời gian mới giải quyết được, khi nào xong việc sẽ liên lạc lại. Nói tới đây anh nhìn nhấp cửu la, tôi trả lời thế không làm lỡ. Việc lớn của cô chứ, anh Thái hỏi cô có muốn kết bạn WeChat trước không? Tôi cũng từ chối vì nếu kết bạn sẽ phải nói chuyện mà tôi. Không nói chuyện thay cô được, tôi nghĩ đằng nào mấy hôm nữa cô cùng tình, mà nếu chỉ mấy ngày cũng không đợi được thì đối phương chẳng đáng để gặp mặt luôn. Cô thấy đúng không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 68 nhiếp cửu la đáp rất thực dụng, thế thì chưa hẳn. Nhờ người ta thuộc dạng tốt lắm lắm, không ai hơn được thì bỏ lỡ cũng tiếc đấy. Câu này quả thật, không sao phản bác được. Viêm thác ngâm nghĩ dối trả lời, dù sao cũng bỏ lỡ hết luôn rồi, ai bảo cô không tỉnh chứ. Nói việc chính đi, việc chính à, việc trình thì nhiều lắm, phải sắp xếp từng việc một đà. Đầu tiên phải nói chuyện quan trọng nhất, nhiếp cửu la bắt đầu từ chạm bơm, Hàn Quản và Trần Phúc đâu rồi? May mà lúc ấy có chụp ảnh lại làm tài liệu, viêm thác mở ảnh đưa cho nhấp cửu la, lật sang phía sau ấy, có khoảng 18. Lúc ấy người anh ta rất nhẹ, khô quất đi nên tôi dưới ít xăng rồi ném vào trong giếng. Nhấp cửu la lật xem từng tầm một, thỉnh thoảng còn phóng to để xem kỹ chi tiết. Cuối cùng cô gật đầu, tên này, cơ bản không có vấn đề, có thể coi là đã chết. Đúng là tin tức tốt, Xem ra có thể gạch bỏ số 015 Hàn Quản trên bảng Excel dõi. Giết bọn chúng kiểu gì? Điểm yếu của bọn chúng nằm ở đâu? Đình đầu à? Nhếp cửu la gật đầu. Có hai điểm yếu là đỉnh đầu và đốt thứ bảy của cuộc sống. Nếu bị thương ở hai nơi này, ít nhất sẽ chết ba tháng đến nửa năm. Răng chó hồi trước cũng bị tôi đánh vào hai chỗ đó. Viêm thác chỉ chết ba tháng đến nửa năm thôi à? Không thể chết triệt để luôn ư? Thế Hàn quán, Nhiếp Cửu La do dự nhưng vẫn giải đáp, "Dao của tôi không như dao bình thường." "Thì ra là thế," Viêm Thác hỏi tận gốc rễ, "Vậy nếu tôi dùng dao của cô thì sao? Có thể giết được không?" Nhiếp Cửu La đáp rất mơ hồ, "Cái này còn tùy tình huống. Nếu anh trộm dao của tôi thì không giết chết được, nhưng nếu anh mượn và được tôi đồng ý thì có thể." "Con dao này cá tính ghê đấy." Viêm Thác nhíu mày, "Dao của cô thanh tình rồi à?" Nhấp cửu la nhìn xuống bên dưới, tin hay không tùy anh. Nếu đã tùy anh thì cứ tin đi. Dao là của cô cũng nên tuân theo quy định của cô và lại có thể mượn cớ gì phải trộm chứ? Viêm thác vòng lại chủ đề chính. Thế nếu không bị thương ở đỉnh đầu và đốt cuộc sống thứ bảy mà là những nơi có thể dẫn tới cái chết bình thường như đâm xuyên có họng, đâm thủng tim và cũng chỉ sử dụng dao bình thường thì bọn chúng sẽ chết bao lâu? Nhấp cửu la, anh phải hiểu điều này đâm xuyên cổ họng và đâm thủng tim có thể khiến người bình thường tử vong, nhưng đối với cú đất nó chỉ là vết thương bình thường thôi, vì nó không nguy hiểm tới tính mạng. Vết thương bình thường sẽ mau lành, ví dụ như đâm xuyên cổ họng chỉ khiến bọn chúng ngừng thở một thời gian và dâm thủng tim cũng chỉ khiến tim tạm thời ngừng đập. Thời gian để cú đất thở và có nhịp đập trở lại rất nhanh, dằm ba hôm hay 10 ngày nữa tháng phụ thuộc vào sức khỏe từng người mặt viêm thắc tài đi cô đợi tôi một tí. Không rõ nguyên do nhưng Nhiếp Cửu La vẫn quay người nhìn ra bên ngoài. Sau tiếng mở cửa trống trộm là tiếng bước chân xuống tầng dồn dập. Đợi một lúc cũng được, nói suốt này giờ cô cảm thấy hơi mệt. Nhếp Cửu La dựa lưng vào chiếc gối lót phía sau, hít thở sâu một cách nhẹ nhàng. Một lát sau cô cầm lấy một cuốn sách về điêu khắc ở bên, xé lớp vỏ bọc bên ngoài nhưng vì chỉ có một tay nên xẻ mãi vẫn không được. Quyết hơn thua với cuốn sách, cô dơ lên miệng cần và quả thật sẽ được gọn lẹ hơn nhiều. Đang định mở tiếp quyền khác bằng cách ấy, cô bỗng nghe tiếng mở cửa nhà và tiếng bánh xe của vali từ xa lại gần. Nhếp cửu la vội vàng bỏ sách xuống, môi ngay ngắn lại. Cô là người làm nghệ thuật, phải giữ hình tượng nghề nghiệp với người ngoài. Đến khi ngoảnh lại, viêm thác đã đấy chiếc vali cỡ bự có bánh xe đa hướng vào, còn đóng cửa lại nữa nhiếp cửu la hỏi nhỏ, trong đây, có người à? Viêm thác liếc xéo cô, trong con mắt cô, vali của tôi chuyên dùng để chưa người à? Chả vậy thì sao, nhiếp cửu la nghi thấm trong lúc con mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc vali. Viêm thác đặt vali lên giường, nhập mật mã, sau tiếng cách của chiếc khóa lò xo, so, nắp vali bật ra khiến một chiếc túi vải lớn có đựng gì đó xuất hiện trong tầm mắt hai người. Anh giơ tay kéo một góc túi, Nhấp cửu la nghĩ thầm, đây không phải người thì là cái gì. Lại còn là người quen nữa chứ Trần Phúc với gương mặt đen xì như người chết và cái miệng bị dân băng dính. Nhếp cửu la hít sâu, cúi người quan sát. Chỗ cổ họng Trần Phúc có một vết thương. Đương nhiên đã qua mấy ngày, vết thương ấy không còn mâu me đầm điện nữa mà đã đông lại thành màu nâu đen. Còn nơi miệng vết thương đã mọc lên mấy chục sợi tơ bạc rối tung như tơ nhìn. Vẫn may, nhấp cửu la thở dài cố gắng dựa lưng trở lại gối còn chưa mọc xong khi nào nó kết thành màng và phông lên là xong chuyện rồi cô ngạc nhiên anh giấu anh ta ở đâu trong xe a viêm thác gật đầu cười khổ bỏ đâu cũng không yên tâm nổi cứ dẫn theo bên mình thì hơn mấy hôm trước để anh ta ở nhà mà tôi lo suốt cả ngày may mà không bị cảnh sát vẫy chứ không đúng là chẳng biết giải thích sao nhấp cửu la hỏi anh có muốn anh ta chết không? Cô sẵn lòng xử lý thay anh bởi vì vết thương trên người cô có hơn nửa xuất phát từ tay Trần Phúc. Viêm thác lắc đầu, tôi muốn hỏi anh ta một việc nhưng... Anh ta không chịu nói. Nói rồi anh đậy túi và đóng nắp va ly lại. Xong xuôi tất cả anh định nhét vào gầm dương nhưng thấy hơi dị nên lại đổi sang góc tường mà vẫn có cảm giác như có người ngồi canh ở xó. Thành thủ cuối cùng phải để tạm ngoài phòng khách. Đến lúc quay trở phòng, anh bỗng nhớ ra một việc cô có muốn uống nước không lần tâm sự ở tiệm đổ kho anh phải rót cho cô không biết bao nhiêu chén trà đấy nhấp cửu la không muốn uống vì hiện tại cô không phải người có thể đứng dậy đi toilet nhưng nói nhiều khó tránh khói việc khô cổ nên sau một thoáng suy tư cô đáp một ít thôi viêm thác nhíu mày như không hiểu tại sao chỉ uống một ít đến lúc nhận ra lý do thì bật cười đáp được thấy anh cười nhấp cứu la tức lắm trong cơn tức cô lại xẻ màng bọc sách bằng răng rồi vò trong lòng bàn tay để tạo nên những tiếng sột soạt. Cô nghe được Lưu Trường hỉ hỏi viêm thác, tiểu thác này, tối cháu ngủ ở đâu? Nằm sofa không thoải mái, hay là cháu ở tạm với chú? Viêm thác đáp, trong phòng có giường mà, châu ngủ đó là được. Nhìn chiếc giường gấp vải bạt của cô giúp việc, nhấp cửu la cảm thấy viêm thác mà nằm trên đó sẽ khó mà quay người với lại chân giường mảnh thế rất có thể sẽ bị anh đè sập. Lát sau Viêm Thác bưng hai chén nước vào. Chén của anh là nước trắng, chén của cô cao cấp hơn tí với màu nước hơi đỏ và những thứ bổ dưỡng thích hợp cho người mới bị thương như táo đỏ, câu kỳ tử, long nhân. Hai chén nước đều khả nóng nên được để ở trên tủ cho nguội bớt. Phía Hàn quán và Trần Phúc tạm thời không cần lo lắng nhưng còn rất nhiều việc khác. Nhấp Cửu La hỏi theo trình tự thời gian sau đó thì sao anh cứu tôi kiểu gì đưa tới bệnh viện à không bị ai phát giác luôn viêm thác không đáp mà lại hỏi có biết khoa phụ không cái này sao mà không biết được nhưng để chắc chắn nhấp cửu la còn chứng thực khoa phụ trong khoa phụ đuổi theo mặt trời à viêm thác gật đầu nhấp cửu la thắc mắc đó chỉ là thần thoại thôi mà học sinh tiểu học cũng biết chuyện này vậy cô kể nghe coi nhìn nét mặt viêm thác không giống đang đùa cợt, nhấp cửu la cùng ngẫm lại thần thoại ấy, hình như ông ấy là người khổng lồ, chạy thì với mặt trời, muốn bắt mặt trời về để mặt trời nghe lời mình. Tóm lại là cứ chạy miết nhưng không đuổi kịp, sau này chết đói, chết khát. Tóm lại nội dung cũng tựa tựa như vậy thôi. Viêm thác có vẻ đam chiêu, nét mặt còn tương đối nghiêm túc, ừm, được rồi, tôi biết trình độ của cô đến đâu rồi nhấp cửu la không biết phải nói gì kể thần thoại mà còn phân trình độ à cùng lắm là cô kể hơi sơ lược người ta kể mỹ miều hơn thôi viêm thắc củi đầu lấy một quyển sách trong chiếc túi bên chân trên gáy sách in một dòng chữ thần thoại trung quốc viên kha nhấp cửu la liếc xéo sao in thành sách là trình độ cao à như đã đoán trước cô sẽ hỏi vậy viêm thắc chìa trang bìa lót cho cô xem tác giả này là bậc thầy thần thoại Trung Quốc đương đại, bắt đầu nghiên cứu về thần thoại Trung Quốc từ năm 1946, đã từng làm chủ tịch Hiệp hội Thần thoại Trung Quốc, hiện đã qua đời. Ông ấy từng viết hơn 20 quyển sách chuyên về thần thoại, tác phẩm còn được đưa vào sách giáo khoa của nước ngoài. Thế nên có thể nói sách của ông ấy giống tài liệu hơn là chuyện thần thoại. Vậy à, vậy thì trình độ cao thật. Nhếp cửu la chú ý tới trên bìa còn có thêm một dòng chữ nhỏ, thần thoại Trung Quốc từ bàn cổ đến tần thủy hoàng. Nhưng cô vẫn không hiểu đang yên lành tại sao lại bản sang thần thoại. Trừ phi, trong đấy có nhắc tới củ đất à? Viêm thác lắc đầu, nếu tôi nói với cô củ đất là con cháu khoa phụ thì cô nghĩ sao? Nhếp cửu la không nghĩ sao cả vì cô không hiểu những gì anh nói, càng chẳng hiểu tại sao mới mấy hôm không gặp viêm thác đã móc ra một ông tổ cho củ đất. Chắc không phải tối qua bám theo củ đất, anh gặp được khoa phụ đâu nhỉ? Viêm thác nói, những gì cô biết về củ đất chỉ từ thời tần Thủy Hoàng đổ lại. Quả thật khi ấy đã rất xa xưa nhưng chính cô cũng nói thời nhà tần, củ đất đã chỉ là truyền thuyết. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn gốc của củ đất còn phải ngược dòng thời gian và bọn chúng đã có từ rất lâu trước thời tần rồi. Lý thuyết thì là vậy, nhưng Nhấp Cửu La buộc phải cất lời anh, phải ngược dòng nhưng đâu có tư liệu lịch sử. Trước kia vì mình chính là đội trùng khăn, Nhấp cứu La từng tìm đọc 130 cuốn sử ký. Qua việc lịch sử từ nhà Tần đến Tây Hán chiếm hết 126 cuốn, còn lịch sử trước thời Tần chỉ có 4 cuốn với vỏn vẹn vài chục trang, lại viết hết cả thời Ngũ Đế, hả thương, Chu là biết nó sơ lược thế nào rồi đến tư liệu lịch sử còn chẳng có thể nói gì tới nguồn gốc viêm thác nói không có tư liệu lịch sử thì có thể tìm ở thần thoại rất nhiều người cho rằng dù thần thoại có vẻ hoang đường nhảm nhí nhưng thực chất chứa đầy tin tức chỉ có điều chúng đã bị ẩn sâu sau sự phóng tác khoa trương của người đời nói rồi anh lập trang đã gấp sẵn từ trước để cô đọc mấy dòng chữ được tô bằng bút nhớ tộc khoa phụ vốn là con cháu của thần hậu thổ Hậu thổ là người thống trị thế giới tam tối, vì là một quốc gia tối tăm nên được gọi với cái tên U-đô. Người gác cổng thành U-đô chính là gã khổng lồ thổ bá nổi tiếng kia. Thần hậu thố hay còn được gọi là mẹ đất, cai quân mặt đất rộng lớn. Thời cổ đại có truyền thuyết cho rằng, Cộng Công, hậu duệ của thần nông thị, có người con là Cú Long, giỏi quản lý việc đất đai sông mòi, về sau được kinh xưng là hậu thổ. Tộc Khoa Phụ Khoa phụ không phải một người mà là cả một tộc hả? Nhếp cửu la sừng sốt, sao tự dưng anh lại nghĩ tới khoa phụ? Viêm thác đáp, tôi đâu có tài giỏi đến vậy. Không phải tôi nghĩ ra mà do tôi nghe được bọn chúng bảo mình là con cháu khoa phụ, hậu duệ của người truy đuổi mặt trời. Đến lúc mua sách cho cô, tôi nhờ nhân viên đề cử cho máy cuốn sách liên quan tới thần thoại, nhất là những cuốn có nhắc tới khoa phụ. Quả thật tư liệu rất ít, đa số là chuyện tranh thiếu nhi với nội dung tương tự những gì cô kế, mãi mới tìm được quyển này tương đối chuyên nghiệp. Nhưng cô đừng thấy sách dày mà lầm tưởng, phần nhắc tới khoa phụ chỉ chiếm có hai, ba trang thôi nhưng ít ra mấy dòng chữ này đã khiến tôi ngỡ ra nhiều điều. Nói rồi, anh lấy bút khoanh tròn hai chữ đất dày, cô có thấy từ này quen tai không? Nhếp cửu la lắc đầu, trước này chưa từng nghe tới thần hậu thổ, đất dày, mà chỉ thường xuyên nghe được câu trời xanh đất dày trong phim cổ đại thôi ví dụ như trời xanh ở trên đất dày ở dưới tôi muốn kết nghĩa anh em với ai với ai viêm thắc nói đúng thế tôi cũng nghĩ tới cụm từ này sau khi đi cha tôi đã biết trời xanh đất dày là chỉ trời đất mà đất dày cũng chính là đất cho nên tôi đã đổi một cách đọc khác là tộc khoa phụ vốn là con cháu của đất có phải dễ hiểu hơn không nhấp cửu la sững sờ da bắt đầu nổi gai ốc li ti củ đất đi ra từ trong lòng đất con cháu khoa phủ tộc khoa phủ con cháu của đất hình như đúng là có thể móc nối lại với nhau viêm thác đọc tiếp vì là một quốc gia tăm tối nên được gọi với cái tên u đô thời cổ đại u đô toàn dùng để chỉ âm phủ mà âm phủ ở dưới đất dưới đất không có ánh sáng chẳng tối thì sao củ đất vẫn luôn sống ở dưới đất thì chẳng phải là sinh sống tại một quốc gia tăm tối à? Rõ ràng này giờ toàn viêm thác nói, nhưng chẳng hiểu sao nhấp cửu la lại thấy khô miệng. Cô với lấy chén nước uống một hớp, quên cả việc lúc đầu đã dặn bản thân chỉ được uống một ít, nghe khá là... Có lý. Phố cập thông tin cho cô xong, những điều phía sau dễ nói hơn nhiều. Viêm thác thở phào, giờ chén nước lên uống thật thỏa thê tôi sẽ kể lại những gì mình đã trải qua từ sau lúc ở trạm bơm đến giờ cho cô nghe cô cũng phải nói cho tôi biết vì sao cô lại gặp được hàn quán và trấn phúc và tại sao lại suýt chết ở đó được chứ được việc của hai bên nên được liên kết lại nhấp cửu la gật đầu viêm thác hơi lo lắng người cô vẫn chịu được chứ nhấp cửu la đáp cái này còn tùy tình huống nếu anh nói quả dài dòng không đi vào điểm chính thì dù có hứng thú tôi cũng sẽ ngủ mất viêm thác lặng lẽ ôm lời mỉa mai này vào lòng rồi bổ sung vẫn để cô quan tâm ví dụ như tường bách xuyên răng chó tôi đều sẽ nói cũng sẽ cố gắng kể thật tỉ mỉ nên cô không cần sốt ruột cô muốn ghi âm cùng được tôi không có ý kiến lúc tôi nói cô có thể cất ngang đặt câu hỏi thỏa thích tôi rất thoải mái trong chuyện này những gì tôi sắp kế khá nhiều khó tránh khói việc khô miệng, tôi sẽ tự rót trà cho mình. Đoạn văn này, sao quen tai thế nhỉ? Nghĩ mãi cuối cùng nhiếp cửu la cũng nhớ ra. Giỏi lầm, thủ dai ghê ta. Thật là trùng hợp, cô cũng thế, cô âm thầm đánh dấu chuyện hôm nay trong lòng. chương 69 Viêm thác bắt đầu nói từ lúc nhận được tin nhắn của nhiếp cửu la qua áp đọc xong là chảy nhiếp cửu la không phải kiểu hay đặt câu hỏi nhưng khi gặp chuyện liên quan tới mình cô cũng muốn hiểu rõ đầu đuôi câu hỏi đầu tiên của cô là anh bỏ tôi trong vali à cái vali đang đựng trần phúc hả sau khi nhận được sự xác thực của viêm thác cô cảm thấy bất bình không ngờ mình lại dùng chung vali với trần phúc nhưng cô chẳng nói gì được vì đâu thể yêu cầu viêm thác đổi cho mỗi người một vali được nghe tiếp tới đoạn lữ hiện cứu mình Câu hỏi thứ hai của cô cũng tới, cái người tên Lữ hiện đó bao nhiêu tuổi? Viêm thác, 27, 28 gì đó. Mới 27, hai tâm mà đã có thể làm bác sĩ rồi à? Viêm thác vặn lại cô, cô còn chưa tới 27, 28 mà vẫn là nghệ thuật gia kia. Nhấp cửu la phản bác, hai cái này không giống nhau. Kinh nghiệm của bác sĩ là thứ rất quan trọng. Đây là loại nghề so số năm làm việc, càng lâu năm càng được ưa chuộng bình thường ta có họa sĩ thiên tài nhà điêu khắc thiên tài chứ có bao giờ nghe bác sĩ thiên tài đâu viêm thắc nói lữ hiện ấy nếu làm việc trong bệnh viện lớn hẳn hoi thì với độ tuổi này cậu ta còn chưa đủ tư cách làm bác sĩ điều trị chính thức nhưng vì bọn họ phạm quy nên cậu ta được cầm dao phẫu thuật sớm mấy năm với lại ít nhiều gì người ta cùng cứu được cô rồi nhấp cửu la khẽ cắn môi không mướn cho anh ta một cô điều dưỡng à khi tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường ở nhà lưu trường nghỉ với bộ đồ ngủ mới. Tóm lại tất cả mọi món quần áo lúc trước, bao gồm cả đồ lót đều mất dạng. Cô đâu phải kẻ ngu mà không biết điều đó nghĩa là sao. Viêm thắc họ khè, lòng bàn tay nóng ran lên làm anh phải nắm tay lại. Anh dịch người sang bên, đáp có. Nói xong, anh bưng cốc nước lên uống như thể miệng mình đang bận, tạm thời không dành để trả lời nhấp cửu la không hỏi nữa chỉ vo tròn màng bọc sách trong tay mãi sau mới bảo anh nói tiếp gì? cảm ơn trời đất anh sắp uống hết cả cốc rồi viêm thác bỏ cốc nước xuống kế tiếp chuyện phía sau vốn dĩ anh định bỏ qua chuyện của lâm linh nhưng rồi lại nghĩ một cây làm chẳng nên non với cả nhấp cửu la là người ngoài biết đâu cô sẽ cho ra được chốt suy nghĩ mới lạ từ góc độ người dừng xem Thế là anh cũng nói mấy điểm quan trọng cho cô nghe. Quả nhiên nhiếp cửu la rất hào hứng với việc này. Cô hỏi anh, có giấy bút không? Tôi viết mấy dòng. Mua sách nhiều được cửa hàng tặng thêm cuốn vở, bút thì trong nhà có sẵn. Viêm thác đưa hết cho cô. Nhếp cửu la lấy cuốn sách về điêu khắc dày cộp làm tấm lót, mở vỡ ra, cúi đầu viết hai từ lâm linh. Viêm thác bần thần nhìn cô, với anh, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ lần đầu tiên anh có được cái cảm giác bàn bạc công chuyện với người ta trước kia anh cũng từng bàn với lâm linh nhưng cô ấy quả ý vào người khác nên hơn nữa cuộc trò chuyện đều do anh nói vì củi đầu nên mái tóc rất dài của nhấp cửu la rủ xuống chăn trông vừa mềm mại vừa mượt mà cô trầm ngâm lâm linh là con gái nuôi của lâm hỷ nhu Hà. bà ta nhận nuôi từ đâu viêm thác lắc đầu tôi không biết cũng chưa từng nghe chuyện này khi được nhận nuôi Lâm Linh còn quá nhỏ, chỉ nhớ mình từng sống ở vùng nông thôn nghèo đói thôi. Tại sao cụ đất phải xuống nông thôn nhận nuôi một bé gái chứ? Nhếp cửu la hỏi tiếp, cô gái Lâm Linh này có điểm gì không bình thường không? Trước mắt thì không có, chỉ là một người bình thường thôi. Cô ấy từng chạy trốn một lần à? Ừ, khi đó em ấy phát hiện Di Lâm có vấn đề, sợ quá nên chạy trốn. Nhưng chưa trốn được hai hôm thì đã bị bắt về. Di lâm còn nổi cáo nữa. Nhấp cửu la nhìn anh, sau lưng anh cũng gọi bà ta là di lâm à? Theo ý cô, viêm thác gọi vậy trước mặt lâm hỷ nhu là điều có thể hiểu được, bởi vì phải giấu giếm mục đích của mình mà nhưng sau lưng đâu cần phải vậy. Rõ ràng mọi hành động của viêm thác luôn nhắm vào lâm hỷ nhu, thậm chí còn hỏi thăm cả việc giết củ đất kiều gì. Viêm thác đáp, cứ gọi vậy đi đừng lôi ra lầm xưng hô để rồi hôm nào lỡ miệng nói trước mặt dì lâm hoặc lúc mê sảng thì lại rách việc. Cũng phải, nhiếp cửu la viết mấy từ lần đầu chạy trốn ở bên cạnh chữ lâm linh rồi hỏi tiếp, sau đó thì sao? Cô ấy không chạy nữa à? Không chạy nữa, một là không dám, hai là sau lần đó cô ấy bị hạn chế đi lại, đi đâu cũng có người theo sau, đôi khi là đi cùng, đôi khi là kiều. Viêm thác đần đo xem phải nói sao cho thích hợp, Cải kiểu cô không trông thấy người nhưng trong lòng vẫn biết có người đang quan sát mình từ chỗ tối ấy. Nhấp cửu la, ha, vậy anh cảm thấy Lâm Hỷ Nhu đối xử tốt với anh hay tốt với Lâm Linh hơn? Viêm thác thành thật, tôi nhấp cửu la, thế nhưng anh không quan trọng bằng Lâm Linh. Không quan trọng bằng cô ấy ư? Mình không quan trọng bằng Lâm Linh à? Viêm thác không hiểu được ngay, nói bằng thật chỉ nhìn qua hành động bên ngoài, Lâm Hỷ Nhu đối xử rất tử tế với anh bao nhiêu năm nay, Lâm Linh còn bị đánh, bị mắng chứ anh không hề bị, nhấp cửu la nói, tôi nói là quan trọng. Sau khi bỏ trốn, chỉ chưa đến hai ngày Lâm Linh đã bị tìm về, còn anh bị nhốt ở giãng cửa hai tuần liền mới được cứu ra. Thêm nữa cuộc sống của Lâm Linh luôn bị giám sát trong một mức độ nào đấy, còn anh khá là tự do, có thể chạy nhảy khắp nơi điều này khiến người ta có cảm giác. Lâm hỉ nhu không có anh cũng chẳng sao nhưng thiếu Lâm Linh thì sẽ chết viêm thác suy ngẫm thật kỳ câu nói của cô rồi thì thào đúng là trước nay tôi chưa từng nghĩ về hướng này trước kia anh chỉ cảm thấy phải có lý do gì đó lâm hỉ nhu mới nhận nuôi lâm linh nhưng quan trọng hay không thì anh không nghĩ tới nhấp cửu la tiếp tục đó là vì trong quan niệm của anh quan trọng đi đôi với sự quan tâm với một người quan trọng với mình anh sẽ đi quan tâm người đó nhưng thường ngày Lâm Hỷ Nhu đối xử với Lâm Linh còn không tốt bằng với anh nên anh không để ý tới vấn đề này. Nói xong, cô vẽ một mũi tên ở bên cạnh Lâm Linh rồi viết ba chữ Lâm Hy như ở đâu mũi tên, sau đó lại vẽ một mùi tên ngược lại với hai từ ép cười. Cô lấy làm khó hiểu, nếu Lâm Linh đã quan trọng với bà ta như thế thì vì sao bà ta lại muốn cô ấy gã đi vội vàng chứ? Viêm thác sửa lại, bây giờ làm gì còn khái niệm gã đi nữa? Gái, con gái có lấy chồng cũng vẫn được về nhà mẹ đẻ thường xuyên và với trường hợp này thì phải gọi là kén rể mới đúng nhất cửu la nhìn viêm thác vậy nói cách khác lâm linh rất quan trọng với bà ta vân sẽ ở bên bà ta chỉ có điều là đã kết hôn thôi kết hôn có thêm chống thì có gì khác biệt à viêm thác thốt lên kết hôn xây dựng gia đình xong thì sinh con vừa nói xong trong lòng anh bông sinh ra một cảm giác kỳ lạ kết hôn rồi sinh con Lâm Hỷ Nhu muốn Lâm Linh sinh con. nhiếp cửu la cũng ngẩn ra nhưng không phải vì Lâm Linh mà do tự dưng cô nhớ tới. Câu chuyện người vợ mà chú Tiến tài xế kể cho cô nghe trên đường về thôn hưng bá tử. Người vợ bị thiêu rụi như một khúc gỗ thông, nói với thứ giọng mong manh rằng còn tiếc nuối vì chưa sinh được con nối dõi cho gia đình chống, muốn chồng thấy chồng lấy vợ sinh con. Chú Tiền bảo, cháu nhiếp, chuyện này thật vô lý, Tại sao phải để gia đình đó có con nối dõi? Tốt quá vậy, mà yêu quái có bổ sung năng lượng thì chỉ cần bắt bừa một người thôi, có gì phải dùng người nhà chứ? Một cơn rét lạnh không thể nào diễn tả được bỏ lên sống lưng. Nhiếp Cửu La cảm thấy mình đã sắp nghĩ ra được rồi nhưng trong thời gian ngắn chưa thể nói rõ được. Viêm Thác quơ tay trước mặt cô, "Sao thế?" Nhiếp Cửu La bừng tỉnh, "Tôi đã từng kể cho anh câu chuyện về một người vợ ở thôn hưng bá tử chưa viêm thác hiểu nhầm người bị răng chó giết hại à không phải nhiếp cửu la bưng chén lên uống nước rồi lấy lại bình tĩnh sớm hơn lúc đó nhiều phải ngược dòng về tận thời trước giải phóng cuối nhà thanh cơ sau khi nghe xong câu chuyện người vợ đêm đã rất khuya nhưng vì có lò sưởi nên trong phòng không quá lạnh mực nước trong máy phun xương tạo độ ẩm đã sắp tới đáy phần xương được phun ra cũng nhỏ hơn rất nhiều Viêm thác im lặng rất lâu mới cầm lấy dây bút trong tay nhấp cửu la, cho tôi mượn. Ý cô là người vợ đó là củ đất hả? Nhấp cửu la không dám kết luận, tôi chỉ nghĩ ngờ vậy thôi. Viêm thác cắt lời cô, không sao, cử giả thiết bứa đi, có cần nhân chứng vật chứng đâu mà. Ở đây có mốc thời gian, đầu tiên là người anh mất tích trong đầm lấy, người em đi tìm nhưng không thấy, còn dẫn về một cô vợ mặc quần của người anh chiếc quần ấy giặt ra toàn là máu. Nhếp cửu la gật đầu, nhưng người nhìn viêm thác viết về trên cuốn số. Thấy động tác của cô khá nhọc nhằn, anh đứng dậy, dịch ghế lại gắn đâu hương. Chắc chắn người anh đã chết mà hơn nữa là chết trong tay người vợ. Sau đó người vợ lấy người em, việc sau một hai năm, họ vẫn chưa có con là điều có thể hiểu được. Vì cú đất và con người là hai loài khác biệt nên khả năng sinh được đời sau không lớn rồi sau đó người vợ gặp thiên tai bị lửa trời thiêu cần phải ăn thịt người để bổ sung năng lượng mà trong thôn rõ đông người cô ta lại chẳng bắt ai chỉ chăm chăm bắt người em thì chắc chân phải có lý do gì đó anh vừa nói vừa viết viết tới đây anh vẽ một mũi tên quay ngược về chỗ người anh có khi nào là do cô ta ăn thịt người anh trước để tạo thành một nền tảng gì đó mà người em lại có máu mú với người anh nên chỉ có người em là thuốc bổ tốt nhất cho cô ta còn những người khác thì không thuốc bổ trong sự hiểu biết của nhấp cửu la thuốc bổ là những thứ như sâm mỹ đông trùng hạ thảo hà thủ ô đây là lần đầu tiên cô nghe được người cũng là thuốc bổ nhấp cửu la thấy hơi buồn nôn thế vì sao phải đợi tới viêm thác đoàn được điều cô muốn hỏi bởi vì nếu người em không có đời sau thuốc bổ cũng sẽ dừng lại ở chỗ người em cho nên cô ta phải nhẫn nhịn hơn một năm cho đến khi người em có con mới ra tay vậy thì mới anh khượng lại cảm thấy dùng từ gì ở đây cũng không thích hợp nhưng lại chẳng nghĩ ra được cách nói chuẩn xác hơn vậy thì mới có thể tiếp tục phát triển được tinh một tiếng kêu dài vang lên đó là tiếng kêu báo hiệu hết nước của máy phun xương viêm thác đứng dậy tắt máy sau đó mang bình ra ngoài đổ thêm nước nhấp cửu la cầm lấy cuốn vỡ nhìn trình tự thời gian viêm thác vừa vẽ càng nhìn ra đầu cô càng tê dại. Cô lật lại trang mình mới tổng kết về Lâm Linh lúc trước và so sánh chúng với nhau. Máy phun xương được khởi động lại, có lẽ là vì đủ nước, làn xương trắng bay ở ạt ra bên ngoài. Viêm thác ngồi xuống ghế, cô thấy sao? Nhếp cửu la đam chiêu, nơi này thật sự rất giống một khuôn mẫu có thể dập khuôn. Cô cho viêm thác xem dòng chữ mình vừa viết. Người anh dấu lớn người em dấu lớn con của người em, Vậy Lâm Hỷ Nhu xuất hiện sớm nhất là từ khi nào? Viêm thác hồi tưởng lại, qua nhật ký của mẹ tôi, lần đầu tiên bà ấy nhắc tới Lâm Hỷ Nhu là sau khi sinh tôi, cuối năm 93. Khi đó Lâm Hỷ Nhu tên là Lý Song Tủ, là người bố tôi thuê đến chăm sóc mẹ tôi. Bố tôi còn bảo cô ta là em gái của Lý Nhị Cầu. Rồi anh bổ sung thêm, hồi đó bố tôi khai thác mỏ, Lý Nhị Cầu là công nhân của bố tôi ăn trộm tiền trong mỏ rồi bỏ trốn mất dạng có lẽ bố tôi bảo Lâm Hỷ Nhu là em gái Lý Nhị Cầu là do ông ta mất tích rồi, sẽ không có người đứng ra đối chứng nữa. Thế nhưng sau khi xem đi xem lại cuốn nhật ký, tôi có chú ý tới một mốc thời gian là ngày 16 tháng 9 năm 1992. Nói tới đây anh lặng người đi. Nhếp cửu la không nói gì cả bởi cô cảm thấy dường như sự việc càng bị đẩy về quá khứ. Ngày tháng càng cụ thể thì sẽ càng nặng nề. Viêm thác nói tiếp, hôm đó mẹ tôi mang cơm tới mở cho bố tôi. Giữa trưa, tự dưng các công nhân chạy ùa tới bảo là dưới mô có ma. Khi ấy Lý Nhị Cầu vừa ăn trộm tiền chạy mất, nên bố tôi tưởng con ma dưới mô chính là Lý Nhị Cấu. Cậy mình biết võ, lại to gan, bố tôi sung phong xuống mỏ bắt ma một mình. Nhếp cửu la sốt ruột, sau đó thì sao? Tuy cô biết bỏ viêm thác sau này chết vì ung thư nhưng khi nghe chuyện vẫn cứ hồi hộp viêm thác cười, không có sau đó, đến khi đi lên, bố tôi bảo với mọi người dưới ấy chẳng có gì cả. Nhưng từ hôm ấy, nhật mẹ tôi bắt đầu nhắc tới những thay đổi nhỏ nhặt của bố tôi trong nhật ký. Nói thật, nếu chỉ xem một cách đơn thuần thì sẽ không nhận thấy được. Thế nên tôi vẫn luôn cảm thấy Lâm Hỉ Nhu đã xuất hiện từ lần bố tôi xuống mỏ rồi. Anh cảm thấy mình đang lạc đề, vừa này cô nhắc tới khuôn mẫu, khuôn mẫu gì? Nhếp cửu la đáp Tôi đang nghĩ chúng ta có thể xếp Lâm Linh vào nhân vật nào trong chuỗi này. Tính từ độ tuổi, cô ấy chỉ có thể là người em hoặc con của người em. Tôi giả thiết cô ấy là người em thì chắc chắn trước cô ấy phải có một người anh có quan hệ máu mù cực kỳ gắn với cô ấy, hoặc là bố con, hoặc là anh em. Cho nên Lâm Hỷ Nhu không có nhận nuôi Lâm Linh một cách vô cỡ, mà bà ta tìm được cô ấy thông qua mối quan hệ máu mù với người anh. Lâm Linh chính là thuốc bố của bà ta. Nhưng khi ấy Lâm Linh còn nhỏ, Lâm Hỷ Nhu lại chưa cần dùng gấp nên cử nuôi ở bên người thôi. Viêm thác hiểu ngay tất cả, nuôi ở bên người, chăm sóc cẩn thận nhưng tuyệt đối không thể để mất thế nên lần đầu tiên Lâm Linh chạy trốn, dì Lâm mới tức giận, sau đó hạn chế một phần tự do của cô ấy, tất cả là vì sợ đánh mất Lâm Linh. Mà việc gì ấy vội vàng dục cưới. Nhếp cửu la tiếp lời, vội vàng dục cưới là để bảo đảm có liều thuốc bổ tiếp theo người vợ bị thiêu dụi đến thế mà còn không chịu ăn thịt người em ngay, là do cô ta sợ ăn xong rồi sẽ không còn nữa. Anh bảo tự dưng Lâm Linh lại có một cảm giác muốn chạy trồn mãnh liệt thì tôi chỉ có thể nói trực giác của con gái rất chính xác, có lẽ cô ấy đã cảm nhận được gì đó rồi. Còn việc dạo trước, nửa đêm có người vào phòng sờ soạn cô ấy, thay vì đàn ông tôi càng nghiêng về phía Lâm hỉ Nhu. Bà ta không có ý dâm ô mà chỉ đến xem thuốc bổ của mình phát triển sao dối. Mọc có tốt không? Đã trưởng thành chưa? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 70 Lời nhếp cửu la nói rất có tình hình tưởng nên chỉ nghĩ thôi viêm thác đã thấy sờn gai ốc. Nhớ tới Lâm Linh là người trực tiếp trải nghiệm, lúc này anh đã hiểu vì sao cô ấy lại sợ tới mức phải gọi cho anh lúc nửa đêm rồi. Anh ngồi lặng một lúc mới nói tiếp, cho cô xem cái này. Nói rồi anh cầm điện thoại lên, đăng nhập vào email bảng Excel ấy được lưu trữ trong folder mật của máy tính. Nhưng máy tính to quả không tiện mang theo người nên anh cũng lưu một bản sao ở trên mail. Trước khi mở ra, anh giải thích cho nhấp cửu la, cái bảng này tôi lây trộm từ máy tính gì lâm. Cá nhân tôi cho rằng nó có thể là danh sách các cú đất hiện tại. Danh sách củ đất ư? Nhếp cứu la rất đổi kinh ngạc, anh lấy được cả danh sách củ đất luôn à? không ngờ trông anh lầm lì mà làm được lắm chuyện ghê dây. Viêm thác cười diễu, các cụ bảo vừa phải kéo xe, vừa phải ngừng đầu nhìn đường, mấy năm trước anh chẳng nhìn thấy đường, đành kéo xe bừa phứa, từng giờ từng phút, anh moi móc khắp nơi như đang tập hợp từng mảnh vụn của tấm bản đồ khống lỗ. Không phải anh chưa từng tuyệt vọng, hủy hoài, hoài nghi nhưng rồi anh nghĩ nếu dừng lại sẽ chẳng có gì cả, mà tiếp tục ít ra còn có chút hy vọng người ta hay bảo trời thường kẻ cán củ, anh cố gắng thế chắc hẳn ông trời sẽ không bỏ mặc anh. Tấm bảng này, anh mở ra xem vô số lần nhưng không tóm được trọng điểm. Lần này, cuối cùng cũng có bí mật xuất hiện. Anh phóng to tấm bảng cho nhấp cứu la xem số 017, Chu Trường Nghĩa. Đây là người mới nhất, sống ở An Huy, làm thợ xây, đang sống chung với một người phụ nữ tên là Mã Mai. Hiện tại mà Mai có một đứa con 9 tuổi với chồng cũ, thẳng bé đó tên là Chu Hiếu. Rồi anh lật tiếp tới số 014. Đây là Thầm Lệ Châu, tầm 50 tuổi, làm nhân viên phục vụ cho quán lầu ở Trùng Khánh. Bà ta nhận một người em gái nuôi có tên Vu Thải Diễm. Hai người thuê chung phòng với nhau, Vu Thải Diễm có một đứa con gái 6 tuổi. Chỉ nhìn lè từng bảng, nhấp cửu la không nhận thấy điều gì nhưng khi ghép hai bảng lại với nhau, sự tương đồng đã hiện ra khiến cô bất giác a à lên viêm thác cô nhìn ra rồi đúng không mấy người này phân bố khắp cả nước đủ mọi ngành nghề lúc trước tôi còn không hiểu tưởng là bọn họ chia ra như vậy để giảm bớt nguy hiểm nhưng sau khi nói chuyện với cô tự dưng tôi thấy phải là lật ngược mọi thứ lại anh bỏ thêm lâm linh vào tấm bảng này còn phải chú ý tới cả các mối quan hệ của bọn họ thì mới phát hiện ra những người vô hình nhất không được chú ý nhất trong tấm bảng mới là người quan trọng nhất chu đại dung chống trước của mã mai đi đâu rồi thải diễm có con gái thì chắc chắn phải từng có chống vậy chống cô ta hiện tại đang ở đâu nếu áp dụng vào khuôn mẫu của câu chuyện người vợ có khi nào những người vô hình này là người anh không còn chu hiếu thiến thiến là đời sau có quan hệ huyết thống với người anh đâm củ đất này đã lẳng lặng trở thành người sống bên cạnh họ thậm chí còn là người thân điều này cũng hợp lý thôi. Thuốc bổ của mình tất nhiên phải ở bên trong chừng rồi. Cứ phải nhìn thấy mới yên tâm được. Nhếp cửu la im lặng một thoáng, những người khác cũng vậy à? Tất cả đều có trẻ con ở bên hà. Viêm thác lắc đầu, Lâm Linh chỉ tiếp cận được một giới hạn thôi, nên những mối quan hệ thân thiết không điều tra được đều bị bỏ trống. Mà cũng có người không phải là trẻ con. Cô xem này, anh mở số 006, Ngô Hưng Bang, anh ta tắm 30 tuổi, quê ở Hà Nam, đang lái taxi. Anh ta có một cô bạn gái tên Hứa An Ni, mới đầu là gái gọi nhưng sau này đã bỏ nghề, đi làm thuê cho một quán ăn. Lâm Linh nói với tôi, cô ấy từng chứng kiến Di si Lâm sai gấu đen giết người, tất nhiên không nhìn thấy tận mắt mà chỉ nghe được thôi. Khi ấy người bị hại có gào la xin tha và bảo mình có đứa con gái tên An An mới học lớp 9, nếu mình chết đi, con gái sẽ thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Hứa An An An, trong tên đều có một chữ An. nhiếp cửu la lẩm bẩm, cô gái hứa An này chính là. Viêm thác gật đầu, độ tuổi trùng khớp, tôi đoán sau khi người kia bị giết, hứa An Ni bơ vơ, học hết lớp 9 thì bỏ học, sau này làm. Gái gọi cho đến khi ngô hưng bang xuất hiện mới thôi. Nhếp cửu la thấy lòng nặng trĩu bởi con gái dễ thương cảm cho con gái. Có khi cô gái hứa An Ni này còn coi ngô hưng bang như người đã cứu vớt mình ấy. Viêm thác nói, có có thấy nực cười không? Hiện tại hai người họ là người yêu nhưng lại không thể sinh con được. Nếu tôi đoán không sai, ngô hưng bang đã tính tới chuyện để hứa An Ni sinh con như gì lâm dối. Nhếp cửu la ngồi lặng đó một lúc lâu, cơ thể dần trượt xuống. Cô cảm thấy so với cái thế giới lạnh băng này, chiếc gối, chiếc chăn và tấm đệm mềm mại thân thiết hơn nhiều. Thật thê thảm. Ban đầu có bảo viêm thác nói chuyện xảy ra trong mấy hôm nay là muốn xem mọi chuyện đã phát triển tới đâu rồi. Mình có còn an toàn nữa không? Cô đâu có ngờ mình lại bóc ra được một câu chuyện như vậy. Không phải câu chuyện mà là sự việc đã xảy ra. Viêm thác ngừng đầu nhìn cô, cô mệt rồi à? Sắp một giờ rồi, anh thì không sao nhưng cô đang bị thương người bình thường thức khuya còn không tốt cho sức khỏe huống chỉ người bị thương hay cô nghĩ trước đi nhiếp cửu la lắc đầu anh định làm thế nào với những người liên quan đó ví dụ như hửa ni viêm thác trả lời nghĩ cách gì đó thôi cứu được ai thì cứu chứ chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn người ta gặp nạn à nhấp cửu la hỏi tiếp có một việc tôi đã muốn hỏi anh từ lâu việc mẹ anh liệt cả người mê man không tỉnh và bố anh qua đời, có liên quan tới Lâm Hỷ Nhu đúng không? Viêm thác thầm thừa nhận, còn bổ sung thêm, còn một đứa em gái nữa. Lúc hơn hai tuổi bị dì Lâm đưa đi, sau đó mất tích luôn. Nhấp cửu la, tôi nói một câu ích kỷ thế này. Giết Lâm Hỷ Nhu chẳng phải là đã báo thủ cho gia đình anh dối à? Đúng là những người khác đều rất thảm thương nhưng anh còn chưa từng gặp họ mà đã tình chuyện đi cứu chưa bàn tới việc anh có thể cứu được hay không mà anh không thấy mình lo quá nhiều việc à. Người gặp rắc rồi luôn câu xin ông trời, vậy ông trời có giải quyết cho tất cả họ không? Đến ông trời còn không làm được mà anh vẫn cứ muốn làm à? Viêm thác bật cười, có phải cô muốn nói gã này dùng là thừa tình thương người không? Nhếp cửu la, cái này thì không phải, nếu tôi là hứa an ni, có người không quen không biết đến cứu tôi thì có bảo tôi quỳ lại anh tôi cũng chịu. Viêm thác nhìn vào mắt cô, cô nhiếp, định nghĩa bảo thủ của chúng ta không giống nhau lắm. Cô tưởng tôi thỏa mãn với việc giết Lâm Hỷ Nhu à? Bố tôi mất rồi, người chết không thể sống lại. Mẹ tôi liệt cả người, không thể chữa trị được. Có lẽ một ngày nào đó quản dưỡng sinh sẽ gọi tới bảo tôi lo liệu hậu sự. Em gái tôi mất tích hơn 20 năm rồi, tôi không từ bỏ ý định tìm kiếm nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là con bé đã chết rồi. Tất cả những việc ấy sẽ chấm dứt sau khi giết Lâm Hỷ Nhu ư. nhấp cửu la hỏi, vậy cây chấm dứt của anh là gì? Viêm thác vốn đang dướn người về phía trước, lúc này lại dựa lưng vào ghế, từ sau khi Di Lâm đến nhà tôi, mượn sức của bố tôi để cắm rễ, tích góp tài sản, hoạt động hơn 20 năm mới có quy mô ngày nay. Tất cả những thứ Di Lâm tạo ra, tôi đều muốn nhổ sạch từng chiếc đinh, đập vỡ từng bức tường. Dì Lâm bò lên mặt đất kiểu gì thì để dì ấy bò trở lại y như vậy. Cho nên mỗi khi cứu được một người như hứa An cũng tựa như đang tát vào mặt Lâm hỉ nhu vậy. Cứu người là vì lương tâm nhưng cũng là con đường bảo thủ của anh. Mãi sau nhấp cửu la mới nói tiếp, tôi không có ý cưới anh nhưng một mình anh thì chẳng thể làm được. Đến Lâm Linh anh còn khó cứu nữa là câu nói này viêm thác không phân bác được anh cười ha ha sau đó đáp khẽ đúng vậy thế nên anh rất sợ chết sống lâu hơn một chút những việc anh có thể làm được cũng nhiều lên dù cho phải mạo hiểm anh cũng sẽ đắn đo thật kỹ càng để chuyển mạo hiểm đáng giá nhất nhất cửu la nói nhưng thực tế có người có thể giúp được anh viêm thác đã đoán được sơ sơ cô muốn nói tới bọn tưởng bách xuyên à anh không thấy vậy à Tuy anh và bọn họ từng có xô xát, nhưng kẻ thù của kẻ thù lại là bạn. Bọn họ có thể dựa vào tin tức của anh, mà anh cũng có thể mượn sức bọn họ tôi không tiếp xúc với người của răng cửa mấy. Có lẽ bọn họ cũng chẳng tốt đẹp, nhưng anh đâu có đến chơi với bọn họ. Chỉ là hai bên cùng cần đối phương, hợp tác vì cùng có lợi thôi. Với lại, tôi cảm thấy anh cũng nên tiếp xúc với bọn họ, ít nhất phải để bọn họ biết anh không phải ma co. Đúng là cần thật hơn nữa còn là rất cần thiết. Nếu không một ngày đẹp trời nào đó, đối phương lại tới tim anh nữa. Nhếp cửu la lựa lời, nếu anh muốn tôi có thể làm cầu nối cho anh với bọn họ. Viêm thác suy nghĩ thật nhanh. Trưởng thành rồi, con người ta bỏ qua hết cảm xúc và yêu ghét, chỉ nói tới công việc. Anh cần người giúp, càng sơm càng tốt mà đội trùng khăn là những người thích hợp nhất bọn họ biết sự tồn tại của củ đất có năng lực hơn người bình thường và cũng có thể mạo hiểm được trong chuyện này anh gật đầu được rồi anh hỏi thế còn cô nhấp cửu la sửng sốt tôi làm sao sau này cô có dự định gì cô đáp bừa dưỡng bệnh đó dưỡng bệnh xong thì phải làm việc công việc của tôi còn rất nhiều thứ đang giang dở nếu anh cần tôi giúp hoặc mượn dao thì có thể đến tìm tôi viêm thác ngắn ra một lúc rồi cưới ừ thật ra đáp án này đã nằm trong dự đoán của anh ngay từ đầu cô đã xuất hiện với thân phận người dùng ngoài trong suốt quá trình cô liên tục nhấn mạnh mình là một người bình thường và trong những chuyện này không có tôi cô bị cú đất đành nhưng hai kẻ đánh cô có một kẻ đã bị cô tự tay giết một kẻ khác đang là cà chậu vậy nên có thể nói mỗi thủ này đã trả xong rồi khi nắm đây vì vết thương trên người Nụ cười vui vẻ nhất của cô là khi thấy anh mang những cuốn sách về điêu khắc tới. Khi làm việc gì mạo hiểm, các cụ ngày xưa thường bảo cược cả tính mạng, tài sản của mình. Là người có tài sản, có tính mạng, nếu không có động cơ rõ ràng, cô sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tối nay thật là khoảng thời gian quý báu bởi cái cảm giác bầu bạn đó từng xuất hiện trong một thoáng mắn ngùi. Anh hắng giọng, vừa rồi chúng ta nói đến đâu nhỉ? Vì đã hiểu được một vấn đề cơ sở nên những chuyện tiếp theo có thể suy ra dễ dàng. Đầu tiên là về thuốc bổ. Cái túi máu mà bọn Lâm hỉ Nhu luôn miệng nhắc tới có lẽ chính là thuốc bú. Sống trong túi máu, nuôi dưỡng túi máu. Hiển nhiên túi máu rất quan trọng. Sau khi ăn thịt người phụ nữ ở thôn Hưng Bá Tử, răng chó đã bị chỉ trích là ăn tạp, làm bẩn máu, thậm chí còn bị tử hình bẩn máu dường như là ám chỉ việc làm dối huyết thống mà theo như trần phúc nói sức khỏe của lý nguyệt anh không tốt là vì túi máu không ra gì xem ra trạng thái của túi máu có thể ảnh hưởng tới thể chất của củ đất hơn nữa tình huống của lý nguyệt anh chắc phải tương đối bết bát vì trước khi chết răng chó từng gào lên rằng người tiếp theo sẽ là cô đấy chúng ta đều là kẻ hy sinh tiếp đó là nghi thức tử hình hỗn hợp chất nhảy và lửa trời sinh có thể giết chết củ đất đây được xem như một phát hiện mới mà đến cả nhiếp cửu la cũng chưa từng nghe thấy. Cô đoán trong chất nhầy có cả gai trên lười, bình thường nó sẽ không xuất hiện, chỉ khi nào củ đất thẻ lười đồng nghĩa với việc đã vô cùng tức giận và sinh ra ý định thủ tiêu đối phương thì chúng mới xuất hiện. Mà sự xuất hiện của chúng có thể giúp cú đất khống chế kẻ địch. Chắc hẳn chất nhầy ấy có tính ăn mòn và tính độc nhất định, bởi vì củ đất nhân hóa đã không còn răng nanh tiện cho việc cần xé và nhai nuốt nhưng răng chó lại có thể ăn sạch người phụ nữ ở thôn Hưng Bà Từ chỉ trong một, hai đêm. Rất có thể là do có sự giúp đỡ của chất nhây và gai trên lưỡi. Tiếp nữa là khe hắc bạch mà Phùng Mật nhắc tới hai lần. Nhếp cửu la biết nơi ấy nhưng chưa đi bao giờ nên chỉ có thể giải thích sơ qua cho viêm thác. Theo cô nói, khe hắc bạch là một khu vực bên trong cánh cửa tượng vàng và nằm ở dưới mặt đất đội trùng khăn có truyền thống không vào khe hắc bạch nên khi bọn tường bách xuyên đến đất xanh cũng chỉ đi đến rìa khe hắc bạch thôi khi phùng mật nhắc tới khe hắc bạch đúng là có vẻ nhớ nhà cho nên viêm thác rất tò mò về nơi này trong vô thức anh cảm thấy khe hắc bạch chính là hang ổ của củ đất thế là ai hỏi thêm không vào khe hắc bạch vậy chỗ của khe hắc bạch có danh giới à nếu không dưới đất tối om nhờ đi thêm vài bước lạc vào đó thì sao nhiếp cứu là đáp có chứ nghe chủ tưởng bảo danh giới của khe hắc bạch có tượng binh mã tất nhiên chủ yếu là người chưa không có ngựa dưới mặt đất mà ngựa đâu có chạy được chú ấy từng đi xem đội binh mà ở lâm đồng thiểm tây đến khí về có bảo đội bình mã ở khe hắc bạch cũng chẳng thua kém gì không chỉ mỗi tượng người mà còn có không ít tượng khác năm ấy đến tượng vàng khổng lồ họ còn có thể đúc thành cửa thì phải biết số thợ thủ công của họ không ít thời tần lại thịnh hành việc làm tượng nên các người thợ kiếm đất, nung thành tượng cũng chẳng có gì lạ. Tưởng Bách Xuyên với nói cô, tượng người ở đó được làm rất sống động, kỹ thuật điêu khắc cũng rất đặc sắc, tài nghệ của thợ ngày xưa không thua kém gì ngày nay hết. Những điều ấy khiến nhiếp cửu la ngứa ngáy, còn từng có suy nghĩ nếu có cơ hội phải đến xem. Nhưng càng nhiều lúc cô sẽ nhớ tới mẹ mình. Mẹ cô bị cú đất cần, kéo vào khe hắc bạch chẳng biết lúc đó đã làm đỗ và nhuốm máu cho bao nhiêu tượng đất nhưng vì sao lại không vào khe đen trang nhỉ đi vào đó thì sẽ thế nào nhấp cửu la đang hoảng hốt chợt nghe viêm thác nói gì đó liên quan tới tướng bách xuyên cô hoàn hồn anh vừa nói cái gì tôi không thể cứu tưởng bách xuyên nhưng đã gặp ông ta ông ta bảo tôi truyền lời cho cô chú tưởng truyền lời ư nhấp cửu la giật mình chú ấy nói gì ông ta bảo sau mấy lần thẩm vấn nói gần nói xa ông ta đã hiểu được sơ sơ bọn họ mang vạ thế này là vì châu châu tiếp theo chắc hàn lâm hỷ nhu sẽ liên hệ với các cô mang bọn họ ra trao đổi ông ta bảo tôi dặn cô có thể nào cũng không được đối phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn